À, do cái tóc này của bạn ấy bên trên nó rất là quăn, thành ra là Huy sẽ ép trên uốn dưới cho bạn ấy. Thì cái tóc này là cái phần đuôi nó hơi bị khô sơ, vì thế là chúng ta sẽ vào cái thuốc cho cái phần bên trên trước. Đây anh em xem thể thấy cái phần có màu này, cái phần có màu này chúng ta sẽ chừa lại nhé, để một lát mình vào thuốc sau. Tại vì cái phần này mình uốn thì mình chỉ cần khoảng 80% độ dân nở thôi, còn cái phần trên này là cái phần mình phải ép thì căn mình máu sâu hơn, ép thì mình căn mình máu khoảng 100%. Vì thế là Huy sẽ vào thuốc cái phần trong này trước. Ok, cái phần đó khỏe thì Huy sẽ lấy thuốc uống số 1 của A8, chúng ta sẽ vào trực tiếp luôn, không cần phải pha thêm gì cũng được, hoặc là chúng ta có thể pha thêm một chút collagen. Cái này mùi thơm quá. Pha thêm một chút collagen nhé, để cho cái tóc con này nó đỡ bị chỉa, nó đỡ bị quéo. Cái này mình căn mình hóa từ từ thôi, không cần thiết phải vào thuốc sốc quá. Cái tóc này thì chúng ta sẽ vào thuốc từ từ, chúng ta sẽ trải từ ngoài vào trong, cách chân ra một chút anh em cho em nhé. Đây là thuốc ép, chúng ta không nhất thiết phải trải sát ra đầu quá. Và đến cái phần này thì chúng ta sẽ chừa lại cho cái phần đuôi nó hơi yếu, mình sẽ tán thuốc ra đây. Cứ như vậy chúng ta sẽ chải hết đầu, chúng ta chỉ vào cái phần trong thôi, còn phần ngoài chúng ta chừa lại nhé anh em xem nhé. Phần trong này quắn, tóc quắn quá bắt buộc phải ép ra nó mới đẹp được. Ok, cứ như vậy chúng ta chải. Chúng ta pha chung một chút collagen như thế này thì chúng ta những cái tóc con như này một lát nó sẽ không bị chỉa và nó không bị quéo, không bị cháy. Ok nhé. Khi đã vào xong thuốc và cái phần trên này thì chúng ta sẽ để cái phần đuôi này thì một lát nữa mình sẽ vào thuốc sau nhé. Và trong lúc chờ đợi thì bây giờ Huy sẽ pha một chút collagen với nước để chúng ta vào cái phần đuôi này. Do cái phần đuôi này cái tóc yếu, vì thế là chúng ta sẽ trong lúc chờ đợi chúng ta phục hồi cơ quan luôn. Một lát mình uống nó sẽ đẹp. Ok nhé. Chúng ta sẽ pha một chút nước với cả phục hồi collagen. Sau đấy chúng ta sẽ vào cái phần đuôi trong lúc chờ đợi để mình phục hồi sơ qua nhé. Sau một lát nữa mình vào thuốc uống nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái phần đuôi này nó mảnh và nó yếu tóc quá, đúng không? Đó, thế nên là trong lúc chờ cái phần này nó đạt hơn một chút xíu thì mình sẽ phục hồi cái phần này luôn. Rồi, chúng ta sẽ trải cái phần collagen này lên đây. Pha loãng thôi, không cần phải pha đặc quá đâu anh em chị em nhé. Chủ yếu là trong lúc mình chờ đợi cái phần kia thì mình phục hồi sơ qua cái phần này một chút, mình uốn ra nó sẽ đẹp hơn. Cứ như vậy chúng ta trải hết cái phần đuôi. Tại cái phần đuôi của bạn này trước bạn đã làm hóa chất nhiều, tóc mảnh sợi. Ta cho một chút collagen vào để tạo cái độ mềm và cái độ căng. Một lát nữa mình uốn ra thì nó sẽ lấy hơn, sóng nó sẽ đẹp hơn. Cứ như vậy anh em xem trải hết đầu cho Vi nhé, trải hết những cái tép phần còn lại đó. Cứ như vậy chúng ta massage cho nó thẩm thấu vào cái phần ngọn. Như vậy thì một lát nữa anh em xem thấy không ạ? Đưa collagen vào cái tóc nó mịn, nó bóng. Đó, nó mịn hơn. Anh em chị em có thể thấy cái phần này chúng ta vừa mới trải vào. Thì một lát nữa mình ra mình uốn nó sẽ đẹp hơn anh em chị em. Cái mái tóc này Huy trải lên đây được khoảng tầm 20 phút. Bây giờ chúng ta sẽ kéo ra đuôi. Cái phần đuôi này nãy chúng ta trải phục hồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ trải từ trong này chúng ta trải thẳng ra ngoài một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ căn mềm hóa. Khi nào mà đạt độ dân nở là chúng ta sẽ tiến hành xả và uốn anh em chị em nhé. Cái này thì chúng ta sẽ kéo từ trong ra ngoài. Cái phần đuôi nó yếu chúng ta vuốt sơ qua một chút thôi. Chủ yếu chúng ta vẫn vào thuốc cái phần trong. Chủ yếu là vẫn vào thuốc phần trong nha anh em chị em nhé.
tại vì cái phần trong này chúng ta cần mềm hóa sâu hơn. Và phụ của tóc này như thế nào? Cái phần đuôi nát nữa mình căn mềm hóa ấy, thì chúng ta sẽ chỉ căn 80% thôi, còn cái phần bên trên thì chúng ta căn sâu hơn nhé, anh em chị em nhé, thì mình ép nó nhanh hơn. Thường tóc ép là chúng ta căn 100% độ giãn nở, còn tóc uốn thì chúng ta căn 80% thôi. Ok, tóc mà nó yếu chúng ta căn tầm 70% thôi. Hello, xin chào, đây là Tâm Mami, một bà chủ tóc xoăn. À, cái thuốc uốn này ấy, mình bôi thuốc nó rất là bóng, anh em xem thấy không? Uốn nếp đều bóng nhé. Đó, rất là bóng luôn. Nồng độ là 9.2, chúng ta có thể làm tóc khỏe cũng được, làm tóc yếu thì chúng ta kết hợp chung với collagen và nước, như vậy là ok. Mùi thơm không? Không. Cái điều mà em thích nhất của A8 đó là cái thuốc uốn của nó là mùi thơm. Nhưng mà được cái là vừa dưỡng rất là tốt, mặc dù là nồng độ 9.2. Này, bôi thuốc uống thôi mà tóc đã bóng rồi này. Bôi thuốc là bóng. Thấy khoảng độ dưỡng trong thuốc rất là nhiều nha. Thực ra chúng ta muốn biết nó có bóng hay không, chúng ta chải thôi, chúng ta lấy cái lòng bàn tay, chúng ta massage thấy cái tay của mình này. Đó, nó mướt là chúng ta cảm nhận được. Chỉ có những cái thuốc như này, mình uống ra xong nó không bị khô. Có một số thuốc chúng ta chải thôi là chúng ta đã thấy nó ráp ráp rồi, đúng không Tâm? Anh em chị em xem clip ủng hộ cho hai chị em nha. Anh em xem nào mà chia sẻ clip này nhiều thì tặng cho cái kéo. Đó là cái phần trên nó khỏe thì chúng ta sẽ vào thuốc nhiều chút xíu, mình ép cho nó bóng, cho nó sâu. Anh em chị em xài thuốc uốn nóng của A8 thì thoải mái. Cái này khách càng chơi tóc nó sẽ càng đẹp. Có một số hãng thuốc uốn ấy là mình mới uốn ra thì rất là đẹp, rất là mềm, nhưng mà càng chơi nó sẽ càng khô. Thì cái A8 này ngược lại, mình uốn ra nó ưng ý rồi, nhưng mà về khách càng chơi càng mềm, sóng càng tự nhiên càng đẹp, rất là bóng. Cho cầm đây chưa? Đây đó, mềm hóa. Thứ số 1 này, đây thứ số 2 rồi. Đấy luôn. Mềm hóa thôi. A8 được cái là màu đỏ. Anh em xem trưng bày trong salon màu đỏ là hồng phát. Đó, thứ số 1 bóng, rất là bóng luôn. Ok. Ok. À, cái tóc này đã đạt độ giãn nở rồi, dễ thôi. Anh em chị em thấy cái màu nó sáng hơn một tí so với cả lúc ban đầu, đúng không? Cái thứ hai nữa là chúng ta cầm, chúng ta tách nhẹ này, đó. Chúng ta tách nhẹ thôi, nó kết dính. Đó. Như vậy là đó. Anh em xem để ý nhé, đó nó kết dính, như vậy là chúng ta có thể đi xả được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi xả cho cái mái tóc này, sau đây chúng ta tiến hành ngâm khử kiềm. Thì Huy sẽ hướng dẫn cho anh em xem ngâm khử kiềm luôn, ok. Chúng ta sẽ tiến hành xả sạch. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành ngâm collagen để khử kiềm nhé. Tại vì là khi chúng ta xả như này ấy, là chúng ta chỉ xả được hết cái thuốc số 1 bám bên ngoài sợi tóc thôi. Còn cái thuốc nó len sâu trong sợi tóc là chúng ta không xả được hết. Chính vì vậy là chúng ta sẽ sử dụng phục hồi tóc collagen A8 để chúng ta sẽ ngâm vào để cho collagen nó thẩm thấu sâu vào để đẩy hết thuốc số 1 trong tóc ra. Như vậy thì chúng ta sẽ khử sạch kiềm
uốn như vậy thì ra cái mái tóc nó sẽ bóng mềm đẹp và chơi được bền sóng hơn. Đâu chỉ có bọc khói. À, đây là cái tóc mà sau khi chúng ta mềm hóa xong chúng ta mới đi xả không thôi nhé, chưa khử kiềm mà nó đã bóng như này, anh em chưa thấy không ạ? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ngâm collagen để khử kiềm nhé. Lấy một lượng collagen để chúng ta massage cho thẩm thấu, sau đấy chúng ta sẽ ngâm với nước. Quá trình ngâm khử kiềm này anh em cho em ngâm khoảng tầm 15 đến 20 phút là chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề khử kiềm trong tóc. Rất là bóng, rất là bóng. Đó. Wow. Tóc mà chúng ta vừa mới ngâm khử kiềm đã xong, chúng ta mới chỉ mềm hóa thôi và ngâm khử kiềm thôi là cái tóc nó đã rất là bóng và rất là căng rồi. Bây giờ thì do cái phần trên là một lát nữa mình sẽ ép và cái phần dưới mình uốn, thì bây giờ mình sẽ sấy ráo cái phần bên trên này một chút xíu, sau đấy mình sẽ quấn cái phần dưới đuôi. À, quấn xong rồi bắt đầu mình sẽ kẹp sơ cái phần bên trên, như vậy là ok nhé.